ngày 5 tháng 11 năm 2018, nhằm ngày 28 tháng 9 năm Mậu Tuất, tại Văn phòng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương, Chùa Hội Khánh, đường Chùa Hội Khánh, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, đã diễn ra phiên họp để báo cáo công tác hoạt động Phật sự trong thời gian qua và triển khai các công tác chuẩn bị cho Phật sự sắp tới như Đại Giới Đàn và Đại lễ Phật Đản Vesak Liên Hiệp Quốc năm 2019. Buổi họp dưới sự chứng minh và chủ trì của Hòa Thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương, Hòa Thượng Thích Thiện Duyên, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Ban Thường trực Ban Trị sự, Trưởng Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh, Thượng tọa Thích Minh Nghĩa, Phó Ban Trị sự, Trưởng Ban Pháp chế Phật giáo tỉnh, Thượng tọa Thích Chân Phát, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh, Thượng tọa Thích Minh Lực, Phó Ban Trị sự, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh cùng Chư Tôn Đức Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Chư Tôn Đức Tăng Ni Ban Trị sự chính huyện, thị, thành phố trực thuộc trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũng đồng về tham dự. Mở đầu phiên họp, Hòa Thượng Thích Huệ Thông đã phát biểu khai mạc phiên họp và thông qua những Phật sự mà Phật giáo Bình Dương cần thực hiện trong năm tới, đó là hai sự kiện lớn như tổ chức Đại Giới Đàn và Đại lễ Vesak 2019. Thì vừa rồi giáo hội cũng có một cái hội nghị triển khai cái Đại lễ Vesak sẽ được làm tại Hà Nam, Việt Nam. Đây là một cái danh dự rất lớn cho Phật giáo Việt Nam trên trường quốc tế, để làm cho bạn bè thế giới đã khẳng định Đảng Nhà nước Việt Nam tôn trọng các tôn giáo, trong đó có Phật giáo, để chứng tỏ với thế giới rằng là hai lần tổ chức thành công so với một số các nước. Thì thành công vấn đề này là tập thể giáo hội của Phật giáo Việt Nam đóng góp bằng trí tuệ, bằng công sức, bằng tài vật trong cái đại lễ Vesak. Đây là danh dự chung chứ không phải cá nhân ai của Phật giáo Việt Nam. Và phạm vi của Bình Dương á, thì chúng ta làm hai việc lớn. Cái việc thứ nhất là chúng ta đóng góp theo cái quy định của giáo hội cho cái đại lễ Phật đản Vesak. Đó là nghĩa vụ, là trách nhiệm của tập thể Phật giáo Bình Dương đối với cái tổ chức Vesak tại Việt Nam. Cái thứ hai là chúng ta sẽ tổ chức một đại lễ Phật đản hoành tráng trong 2019 để chào mừng cái sự kiện trọng đại, đó là Vesak sẽ về Việt Nam lần thứ ba. 2014, hai lần mà Việt Nam tổ chức, Bình Dương đều tổ chức hoành tráng. Lần thứ nhất 2008, đầu tiên nhà nước Việt Nam đăng cai tổ chức tại Mỹ Đình, thì chúng ta có một sự kiện rất lớn tại Đại Nam, chúng ta nổi bật vài chục ngàn người. Lần thứ hai 2014 chúng ta tổ chức quy mô, thì kỳ này chúng ta cũng sẽ cố gắng tập trung toàn lực để làm cái Vesak 19 tại Bình Dương, để chào mừng cái sự kiện trọng đại của Phật giáo Việt Nam đăng cai. Theo dự kiến thì Đại Giới Đàn mang hiệu là Minh Thiện, dự kiến từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 3 năm 2019, nhằm ngày 13 đến 16 tháng 2 âm lịch năm Kỷ Hợi. Chào mừng Đại lễ Phật Đản Vesak Liên Hiệp Quốc vào năm 2019 được tổ chức tại Chùa Hội An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Đại Đức Thích Huệ Tính, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã báo cáo những công tác Phật sự trong thời gian qua. Những thành tựu và tồn động của Phật giáo tỉnh nhà cần được thực hiện tốt thêm cho đúng theo chủ trương mà Chư Tôn Đức lãnh đạo đã đề ra. Tại phiên họp, Chư Tôn Đức Tăng Ni các ban chuyên trách và Chư Tôn Đức Tăng Ni các huyện, thị, thành đã đóng góp nhiều ý kiến xoay quanh hai sự kiện sẽ diễn ra vào năm 2019, cụ thể là về các mặt như ẩm thực, trang trí, tiếp đón và truyền thông v.v. Trong đó, Hòa Thượng Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cho biết, mỗi ban trị sự của chính huyện, thị, thành cần nỗ lực vận động đồng bào Phật tử tại địa phương cùng tham dự Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hiệp Quốc, vì đây là sự kiện trọng đại và thiêng liêng của Phật giáo, từ đó cho mỗi Phật tử hiểu sâu thêm về Đạo Phật một cách tích cực. Chưa có một giai đoạn nào mà Phật giáo Việt Nam phát triển như thế. Tôi nói thật, cái bái đính là vinh danh rồi. Bây giờ thêm một cái tam chúc này vĩ đại lắm. Mà thiên nhiên nó ưu đãi cho một cái không gian nó cực kỳ đẹp. Nó, quý vị hình dung nó giống như là gì?
nó giống như là Vịnh Hạ Long ở Bạc Đất, đẹp cực kỳ, xây dựng hoành tráng, một cái hội trường vây sắt là chứa trên 3.000 người, là chúng ta có một cái xây chùa vĩ đại nha, tượng Phật bằng đồng mà vài chục tấn là chuyện bình thường. Rồi một cái thí dụ như tôi nói đó, một cái hội trường mà làm giữa dòng sông, rồi từ cái hội trường mà vây sắt mà đi lên chiêm bái tới cái điện á, sự kiện tổ chức lễ tấm Phật là chương trình văn nghệ đủ thứ hết đó hen, là thả qua đăng á, là nếu như đi đường bộ thì chúng ta phải mất 10 đến 20 cây số, nhưng mà anh Xuân Trường sẽ cho một chiếc thuyền cực bự từ cái vây sắt mà đi lên thuyền để đi thẳng lên điện, nói chung là đẹp. Thiên nhiên đã ban tặng cho Việt Nam và ban tặng cho Phật giáo, nó đẹp hơn ở Bái Đính nhiều. Đang làm. Hôm qua tôi có trả lời phỏng vấn với Phật sự online, đẹp lắm. Cái chủ đề chính của lần này là gì? Sự tiếp cận của lãnh đạo Phật giáo đấy, trong một cái trách nhiệm của toàn cầu và sự bền vững của xã hội. Nhưng cái vai trò của cái chủ đề là hội thảo lần này ở Vesak rất là lớn, nó đáp ứng được cái chủ đề mà Liên Hiệp Quốc đưa ra luôn. Đấy, 2008 thì 55 quốc gia, 2014 là 75 quốc gia, 2019 thì dự kiến là trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ về Việt Nam tham dự. Đó, cho nên Bình Dương chúng ta hưởng ứng cái này ha, để là phát huy cái vai trò mà trách nhiệm bổn phận của mình đối với đại lễ Vê Sắc. Như vậy thì cái Bình Dương chúng ta dự kiến như thế, ban thư ký sẽ chi tiết và cụ thể trong kỳ họp tới, chúng ta sẽ báo cáo một cách chi tiết lên phiên họp để các vị liễu tri. Đúc kết phiên họp, Hòa Thượng trưởng Ban Trị Sự đã tán thán và chúc mừng những công tác Phật sự của Phật giáo Bình Dương được hoàn thành trong thời gian qua, động viên, khích lệ chư tôn đức tăng ni tích cực nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt mọi Phật sự trong thời gian tới, nhắc nhở chư tôn đức tăng ni luôn sống có kỷ cương, nghiêm trì giới luật, và chúc chư tôn thiền đức tăng ni luôn an lạc, tinh tấn phụng sự đạo Pháp nhằm góp phần vào sự nghiệp phụng đạo yêu nước của Phật giáo tỉnh Bình Dương ngày càng phát triển. Trong cuộc họp, với ý kiến phát biểu đóng góp rất chân tình và một sự cống hiến của chư tôn đức tăng và chư tôn đức ni cho hai sự kiện quan trọng của Phật giáo Bình Dương sắp diễn ra trong 2019. Thứ nhất là chúng ta thống nhất tổ chức Đại Giới Đàn 2019 vào tháng 2 âm lịch của 2019, lấy tên Đại Giới Đàn Minh Thiện, vị trưởng ban Phật giáo của Bình Dương là người có công lao rất lớn trong sự nghiệp hình thành của Phật giáo sông Bé, với sự đóng góp của chư ni, của giáo hội và sự đóng góp của môn đồ pháp quyến của Hòa Thượng Minh Thiện, thì giới đàn cơ bản là chúng ta ổn định. Phần này giao cho ban thư ký điều chỉnh lại, chi tiết lại và lập một cái bản kế hoạch cụ thể cho cái việc tổ chức Đại Giới Đàn. Riêng cái vấn đề giới sư thì giao cho phân ban ni giới chịu trách nhiệm là lập danh sách cho thập sư của ba đàn. Trên tinh thần đó, còn bên tăng thì chúng tôi có là đảnh lễ Hòa Thượng Phó Pháp Chủ Giám Luật, trưởng ban trị sự thành phố, là trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng đã hoan hỷ nhận làm Hòa Thượng đàn đầu. Hòa Thượng Minh Thông sẽ là Yết Ma Kim Giám Luật. Hòa Thượng Thiện Duyên là giáo thọ của đàn Tỳ Kheo. Đàn Sa Di là thỉnh Hòa Thượng Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực trưởng ban tăng sự làm đàn đầu. Nếu tôi tìm được người thì tôi cử, tôi không tham gia làm Yết Ma và giáo thọ, tôi không tham gia. Còn lại các tôn chứng thì cứ lấy cái danh sách cũ ra để đối chiếu rồi chúng ta làm. Rồi ban từ thiện sẽ lập cái cuộc kế hoạch để làm công tác từ thiện chào mừng đại lễ Phật Đản Vesak 2019 mình tổ chức ở Bình Dương cho nó được thành tựu một cách viên mãn. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin tuyên bố bế mạc phiên họp hôm nay. Chúc toàn thể chư tôn đức, ban trị sự tỉnh, huyện, thị, phân ban ni giới, thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, cung thỉnh hồi hướng bế mạc. Quê ném